Chưa khi nào ta nghe tim ta chơi vơi, chưa khi nào thánh thời. Khi em ngang qua đây chẳng hiểu điều chỉ cho tôi mê say, sao nhận lại bao đắng cay. Đã một khoảng lưng chừng bỏ hết mọi sự sau lưng, và là tiếng nói của công lý thúc giục ta bước mạnh hơn. Nén một sự căm hờn nhiệt huyết trào cuộn từng cơn, chờ chờ ánh nắng mới sẽ đến, nhưng tự mình ta sẽ đi tìm kiếm, tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Đừng vì hư vinh từ bỏ chính mình, đừng vì tham lam đánh mất chính ta. Tìm lại một phút yêu thương, một phút đam mê từ trong trái tim này. Dù là mắt hơi cay, làm chán hơi xoay, niềm tin chẳng hề lay, xóa hết bóng tối, đem ra ánh sáng. Người nào làm chuyện xấu chi đây, tội ác chi đây, rồi cũng sẽ phô bày. Chẳng thể nào lừa dối chi nhau, chuyện cũ bao lâu ta chẳng giấu được đâu. Có ánh sáng ấy, nhẹ nhàng bình minh đang lên chói chang đời. Chạy đi. Đứng dậy. Dạ tha cho em đi anh. Tha. Được rồi. Tùng tha cho em đi. Tha cho mày. Tha cho em lần này đi. Em hứa một tuần sẽ trả đủ cho anh mà. Một tuần nữa có. Tao nghe câu này quen lắm rồi kìa mày. Xin anh cho em một cơ hội nữa. Ba mẹ em đang trao bán căn nhà. Anh hãy đợi em nha. Một tuần nữa người ta đặt cọc rồi ạ. Được, tao sẽ cho mày thêm cơ hội cuối. Em đợi ơn anh, em đợi ơn anh. Ủa anh làm gì vậy? Anh hứa anh tha cho em rồi mà. Tao nói tha là không lấy cái nồi chó của mày, nhưng không có nghĩa là tao bỏ qua hết tất cả đó chứ. Ê, dạ đó ca. Phiêu lên cho anh. Sexy lên cho anh. Yeah. Yeah. Phải như vậy chứ. Oh. Đứng dậy, cởi đồ ra. Cởi đồ ra. Em không có làm vậy được. Tao kêu mày cởi đồ ra mày nghe không con quỷ? Anh, rồi mày vô đây làm cái gì? Tụi bé 68 này gọi em quá trời. Em nói mà nó đâu có nghe đâu. Có 300 chai mà nó làm như tao trốn được không à? Tối nay nằm tay Chelsea cho tao, double lên. Cái gì Chelsea nữa? Thua 4 lần rồi đó đại ca. Tao nói lần thứ 5 chắc chắn thắng. Vậy lấy tiền đập hết vô mặt tụi nó cho tao. Ok đại ca. Khoan đã. Ra kiếm cho tao con nào biết chịu khách chút. Ok đại ca, em sẽ kiếm cho đại ca một cô ngon lành, ngon luôn. Đi đi còn chờ gì nữa. Thì đi. Bất cẩn. Ôi em. Chị sao? Hôm nay em thấy tâm trạng của chị có vẻ vui quá ha. Bé ơi, cho ly soda vào. Dạ có liền. Ủa, em cũng cảm thấy điều đó hả? Thấy chứ sao không thấy. Em thấy cái điều đó hả? Hằn rõ trên đôi mắt của chị kìa. Sao? Chắc là chị mới hốt được thằng cha đại gia nào đúng không? Không có. Không có hả? Ừ. Vậy thì... trúng số nè. Không phải luôn. Không phải luôn hả? Dạ, cho em gửi. Ừ. Dạ, nước của chị. Cảm ơn ạ. Cảm ơn dạ. Em. Lạ quá ta. Không phải đại gia, cũng không phải trúng số. Vậy là gì? Là chị tôi đang yêu. Đúng là em gái của chị thông minh nè. Không có cái gì mà giấu nổi em luôn á. Chứ sao chứ sao. Mà chị kể em nghe đi. Cái chàng trai đó như thế nào ta? Chắc là đẹp trai, phong độ lắm đúng không? Thôi đi cô nương. Những việc mà em tưởng tượng á, sai hoàn toàn. Không có bất cứ điểm nào giống người đó trơn á. Ủa, vậy ảnh là người như thế nào mà lại khiến cho chị gái của em rung động vậy ta? Với chị, anh ấy là một người rất là đặc biệt. Anh ít nói, với lại rất tốt tính nữa. Trời ơi, coi chị tôi kìa. Nhắc tới người mình yêu á là ánh mắt long lanh, thấy ghét. Tại vì người ta đang yêu mà. Chị, chúc mừng chị nha. Nhất định đó là chị phải khao em một bữa mới được. Ok thôi. Bây giờ nè, cà phê xong, hai chị em mình đi ăn. Nhân dịp chị em đang yêu, em sẽ ăn sạch hết cái Sài Gòn này luôn. Thiệt luôn á, em đúng là đồ ham ăn mà. Em mà. Sao giờ mới tới? Dạ đại ca thông cảm, em đi thu nợ nên đến trễ một chút. Tháng này sao rồi? Kiếm có đủ sổ hội không? Dạ thúi lắm đại ca ơi. Giờ tụi nó bể hết trơn. Bây giờ mình ép quá tụi nó bỏ trốn luôn. Mày cho mấy thằng em theo sát mấy con nợ cho tao. Tụi nó mà bỏ trốn á là mày cũng không yên với tao đâu. Dạ đại ca yên tâm. Chờ tao một chút. Lát nữa kéo quân qua bên quận 6. Bữa nay mà nó không chịu trả đủ nữa thì cho nó thêm một nhát nữa. Dạ. Cho ly cà phê em ơi. Đại ca ơi, mày làm gì vậy? Đội của mình mới bị công an vô kiểm tra kìa đại ca ơi. Mẹ nó, đi đái cũng không yên nữa. Anh đợi em lâu lắm rồi đúng không? Em xin lỗi anh. Em có việc nên không qua đây nhiều với anh được. Đừng có nói là anh nhớ em quá nha. Mà anh nói có việc gì gấp vậy? Anh cần em giúp anh một việc. Việc gì mà có vẻ nghiêm trọng quá vậy? Vụ một người. Trên tay tất cả mọi người, đó là bản khám nghiệm tử thi. Vì nạn nhân thứ ba, đó là bà Lan. Sau khi khám nghiệm tử thi, chúng ta biết được là hung thủ giết nạn nhân bằng cách dìm nạn nhân xuống dưới nước. Trong vòng 1,5 phút đầu thì đầu nạn nhân hoàn toàn chìm xuống nước ở trong bồn tắm. Và giai đoạn 2, khoảng 1 phút, nạn nhân đã hít mạnh nước vào trong ruột do phản xạ. Sau đó nước đã qua phế quản xuống dưới phế nang và tim bắt đầu đập chậm lại. Như vậy có thể thấy được luồng bọt sủi tăm từ trong mũi nạn nhân trồi lên. Khi xét nghiệm về những yếu tố như là tuổi tác và khả năng chịu đựng, có thể thấy nạn nhân đã chết một cách rất là nhanh chóng và cũng rất là đau đớn. Khang Phong, bên hai cậu sao rồi? Dạ thưa chú, các ngày phát hiện ra xác chết của bà Lan tại căn hộ thì ông Sơn ở một địa điểm khác, cách hiện trường cũng khoảng 80 mấy cây số. Dạ đúng rồi chú, ông ấy đi Bến Tre để công tác. Tụi con đã xác nhận ở địa phương rồi. Long, cậu đã hỏi bên quản lý chung cư đã truy xuất camera chưa? Dạ rồi chú, nhưng điều đáng tiếc là vào đúng ngày giờ xảy ra vụ án mạng, camera ở tầng 9 nhà nạn nhân bị hư. Con có hỏi nhân viên kỹ thuật tòa nhà thì họ nói là đã lên lịch bảo trì nhưng chậm hơn dự kiến mất một ngày. Vậy còn camera ở sảnh thì sao? Đây có thể là hung thủ, nhưng hắn ăn mặc quá kín đáo nên không thể nhận diện được khuôn mặt. Ít ra chúng ta cũng biết hung thủ là một người rất cao lớn. Qua camera ở tòa nhà được trích xuất ra thì chúng ta có thể thấy rằng hung thủ xuất hiện từ rất là sớm, chứng tỏ là hung thủ rất biết lựa chọn thời điểm xuất hiện. Bởi vì khoảng thời gian đó hầu như tất cả các dân cư đều đã đi làm rồi. Giờ cao điểm. Bà Lan hoàn toàn không có dấu hiệu của bệnh tâm thần. Quá khứ và hiện tại không bị thì chắc gì tương lai là bình thường. Mọi người xem đi, người bình thường ai mà lại làm kiểu như vậy. Qua cách kể của con trai bà Lan thì em nhận thấy bà ấy sợ một cái gì đó gọi là ma da. Vào cái đêm xảy ra án mạng, bà Lan có những hành động rất là kỳ quặc. Mẹ! Mẹ sao vậy? Mẹ! Bình tĩnh lại đi mẹ! Con bị nè! Mẹ ơi! Mẹ bị sao vậy? Mẹ! Mẹ! Mẹ có sao không? Mẹ! Mẹ có sao không? Con bị nè! Bình tĩnh đi mẹ! Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó đâu rồi? Nó gì? Bình tĩnh lại đi! Con ma già! Con ma già nó nhát mẹ! Con ma già! Con... Làm gì có con ma già nào? Con nè! Làm gì có con ma nào mẹ? Con ma già nó nhát mẹ! Mẹ sợ lắm, nó đâu rồi? Mẹ, mẹ sợ lắm! Đi. Không sao đâu, có con này mẹ! Không sao đâu, bình tĩnh lại đi mẹ! Mẹ sợ lắm con ơi! Mẹ! Mẹ bình tĩnh lại đi! Mẹ bình tĩnh lại đi, có con mà! Lúc mà chúng ta đến hiện trường vụ án thì chúng ta đã thấy được hành lý của hai mẹ con rồi. Thậm chí lúc đó bà Lan hoảng loạn tới mức muốn bỏ đi. Thật khó hiểu. Ai đời lại đi trốn bởi một câu chuyện ma mị đầy ảo tưởng chứ. Cũng có thể bà Lan đã sợ một thứ gì đó thì sao? Hoặc một tội lỗi gì đó trong quá khứ, và nó ám ảnh bà ta tới mức sinh ra những thứ ma mị không có thật. Còn một điểm ở đây em nghĩ là chúng ta nên lần theo. Em có thể nói rõ. Con trai của bà Lan có nhắc đến một người tên Tùng, và sau khi nghe nói đến, bà Lan lại trở nên rất khó hiểu, hành động rất là lạ thường. Để chú đoán xem, chắc hẳn người tên Tùng cũng cùng quê với hai mẹ con bà Lan đúng không? Dạ thưa chú, chính xác là như vậy. Vào dịp đầu năm, Tùng thường tổ chức cuộc họp đồng hương rất là hoành tráng, và con trai của bà Lan cũng được mời tới dự. Tuấn Kiệt nhanh chóng xác định danh tánh chỗ ở và cho trinh sát bám theo anh ta ngay lập tức. Rõ. Dạ chào anh. Anh cho tôi hỏi, anh biết nhà cậu Tùng ở đâu không? Anh đi thẳng xuống dưới rồi rẽ trái. Rẽ trái hả anh? Dạ cảm ơn anh. Chào anh. Nhanh đi cưng. Giờ sao? Giờ tính sao anh? Hắn ta đi với một cô gái, là trên đó thôi. Sau khi đã giết ba mạng người, tên hung thủ rồi sẽ lại ra tay. Nạn nhân thứ tư sẽ lại lãnh mang án tử, bằng một cái chết ngạt nước, giống như những nạn nhân trước đó. Tại sao lại là ngạt nước? Hắn làm điều đó với mục đích gì? Dạ đội trưởng. Ngồi đi em. Cà phê của anh. Cảm ơn em. Cà phê em đâu? Em đã uống cùng mọi người rồi. Anh đang suy nghĩ về vụ án à? Rõ ràng là các manh mối rất là mơ hồ, nhưng mà các vụ án lại tiếp tục xảy ra với cùng một phương thức gây án. Em tin là hung thủ dù có tin gì đến mấy thì cũng phải để lại dấu vết. Chúng ta sẽ lần ra được thôi. Vấn đề ở đây là thời gian, và phải nhanh chóng phá vụ án này càng sớm càng tốt, tránh để cho hắn tiếp tục với những nạn nhân khác. Anh nói đúng, thực sự là rất nguy hiểm. Rõ ràng là có sự liên kết giữa ba nạn nhân, nhưng mà nó nằm ở đâu? Không thể nào đơn giản như vậy được. Chẳng lẽ việc cả ba người đến từ cùng một ngôi làng cũng không giúp được gì cho mình hay sao? Chúng ta đã lần theo những manh mối đó rồi, nhưng mà không có manh mối nào hữu ích cả. Vậy em có phát hiện gì mới hả? Anh có nhớ câu chuyện về con ma da mà chị Phương nói trong buổi họp hôm trước hay không? Câu chuyện ma da dân gian đó hả? Nó thật ra không phải là một câu chuyện dân gian đâu, mà là một câu chuyện có thật về một cô gái đã tự tử. Một vụ tự tử? Em nghe mẹ em kể là khoảng hơn 10 năm trước, có một cô gái đã nhảy xuống cái hồ đó để tự tử. Kể từ đó thì người trong làng đã theo dệt lên một câu chuyện về ma da. Và sau đó hầu như không có ai dám đi đến khu vực đó vào ban đêm hết. Nhưng làm sao mà em có thể biết được câu chuyện đó? Bởi vì mẹ em và cô Lan là bạn. Trước khi xảy ra án mạng thì cô Lan có đến gặp mẹ em với một trạng thái rất là hoảng loạn, và liên tục nhắc về con ma da. Con ma da. Vậy thì em có biết được nguyên nhân tại sao cô gái này tự tử hay không? Cô ấy bị cưỡng hiếp. Bị cưỡng hiếp? Đúng rồi, đã tìm ra được mấu chốt của các manh mối rồi. Long. Dạ. Đi tìm hồ sơ dữ liệu về vụ án cô gái đã tự tử ở Hồ Đá Nam Sư. Đó. Mỹ Phương. Dạ. Liên hệ với công an Đồng Nai để điều tra về nhân thân của nạn nhân. Rõ. Mà già khi tìm được người chết thai sẽ leo được lên bờ trên gò đống hay cành cây, thoát khỏi đáy nước lạnh lẽo. Có quan niệm còn cho rằng mà già khi kéo được người khác thế chỗ của mình sẽ có thể siêu thoát đầu thai. Còn ở những nơi như hồ bơi, đôi khi ma già cũng xuất hiện. Người ta chỉ nhìn thấy một bàn tay kéo nạn nhân xuống dưới nước trước khi chết đuối. Chồng ông này đọc nghe hay thiệt. Ở nước ta, ma già cũng xuất hiện nhiều trong chuyện kể, hiện tượng tâm linh kỳ bí. Thậm chí trong bài đồng dao dành cho trẻ em Bắc Kim Thang cũng là một câu chuyện ma già kéo người xuống nước để đầu thai. Chúng cư ngụ ở một con sông và đợi người đi qua cây cầu. Khi bên trên sẽ làm phép để cầu trơn trượt, người ngã xuống và chúng lập tức kéo xuống thế chỗ mình. Vậy là Bắc Kim Thang đã nói về ma da. Vậy là nếu như mình kết hợp giữa vụ án của cô Lan với con ma già, chắc chắn đây sẽ là một ý tưởng rất hấp dẫn và hút view. Chắc chắn là ít nhất 500 đến 600 ngàn view. Mình phải ghi lại mới được. Hết hồn mẹ. Con cũng làm cho mẹ hết hồn mà. Gì vậy? Mẹ thì mẹ làm gì vô phòng con mà mẹ làm con giật cả mình luôn. Mẹ vô kiếm con làm gì hả? Thì có chuyện mẹ mới tìm con chứ. Chuyện gì mẹ? Chị Dung của con biết rồi chứ. Công việc của nó rất là nhiều, mà áp lực cũng không phải ít đâu. Sao mà cứ nhắc chị hoài, con nghe rồi muốn hoảng luôn á. Nghe mẹ nói hết đi cái đã. Bây giờ con bỏ cái công việc của con, hoặc là con tiếp tục làm. Ba với mẹ không có can hệ nữa. Nhưng mà con phải hứa là con không làm cản trở tới công việc của chị Dung con. Dạ thì mẹ nói sao thì vậy đi. Thôi đi ngủ sớm đi. Mẹ nói nhiêu đó thôi. Dạ con biết rồi. Nè, nhưng mà nhớ sáng thức dậy sớm để kịp ăn sáng với ba con, nghe chưa? Ồ, mẹ không nhắc là con quên á. Con hứa sáng mai sửa xe cho bà. Đó, nói đến chiếc xe mới nhớ nè. Ba con đang bực mình con đó. Chiếc xe của người ta đang như vậy, con xách đi quay cái clip mạo hiểm gì đó, làm hư chiếc xe hết trơn. Ba con sửa lại tốn biết bao nhiêu tiền. Bây giờ làm hư thêm trận nữa, hỏi ông không bực sao được. Thì tại vì con tính làm cái đó, nhưng mà nó xui, nó bị trục trặc. Nhưng mà chỉ cần nó thành công thôi là con có view, con có nhiều tiền. Con mua luôn xe mới cho bà luôn. Thôi không cần phải mua chiếc xe mới. Con đã hứa vậy biết bao nhiêu lần rồi. Bây giờ á, thay đổi đi là vừa rồi đó. Lớn rồi, trưởng thành rồi, hiểu không? Dạ. Mẹ đi ngủ đi, tới rồi. Hiểu rồi là được rồi. Ngủ đi. Chúc bạn ngủ ngon nha. Chúc bạn ngủ ngon, chúc bạn ngủ ngon, mơ đẹp nha. Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon. Chúng ta bắt đầu cuộc họp thôi. Long, đã tìm ra thông tin của cô gái đã tự tử ở hồ đá năm xưa chưa? Dạ báo cáo, theo dữ liệu và hồ sơ mà công an địa phương còn lưu lại, thì cô gái này có tên đầy đủ là Hoàng Thị Yến. Trong một lần lái xe trung chuyển hành khách ra quốc lộ, cô ấy đã cố tình đâm xe xuống suối nhằm hại chết mọi người trên xe. Nhưng mà kế hoạch không thành, vì quá sợ hãi nên cô ấy đã nhảy xuống hồ tự tử. Lao xe xuống suối giết hại hết mọi người trên xe với mục đích gì? Dạ theo lời khai của những nhân chứng trên xe thì họ có mâu thuẫn nhỏ với cô Yến. Nếu như chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cô ấy phải bức tử tất cả những hành khách trên chuyến xe, tôi cảm thấy không thỏa đáng. Hồ sơ của vụ án có ghi đầy đủ lời khai và bản tường trình của các nhân chứng trong cái vụ lao xe xuống suối đá. Mà điều quan trọng là các lời khai rất là giống nhau, cho nên cơ quan điều tra đã khép lại vụ án. Vì kẻ chủ mưu giết người đã qua đời. Theo tôi nghĩ, có thể cô Yến đã rất phận uất một người nào đó trên chuyến xe, cho nên là cô ta mới hành động như vậy. Mục đích để trả thù. Vậy thì có khả năng người đàn ông đã cưỡng bức cô Yến có trên chuyến xe đó, giống như là lời người dân đồn thổi, nhưng mà thời điểm đó vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Có một điều rất là trùng hợp ở đây, đó là cả ba nạn nhân họ đều sống cùng một làng và họ đi chung chuyến xe đó luôn. Theo như dữ liệu của dân cư và sổ đăng ký thông tin hộ khẩu, thì cô Hoàng Thị Yến này có một người cha già và một em trai 13 tuổi. Sau khi cổ tự tử thì người cha già cũng mất. Còn người em trai còn lại thì gửi cho một người bác ở xa tên là Lâm chăm sóc. Người bác họ của cô Yến chính là người đàn ông trưởng thôn mà cháu và Mỹ Phương đã tiếp cận khi đi tìm hiểu thông tin của hai nạn nhân Thịnh và Tài. Thông tin này đã được xác minh và làm rõ chưa? Dạ, đây chỉ là nhận định ban đầu của cháu, vì chính mắt cháu đã nhìn thấy hình ảnh cô Yến và người thanh niên này ở trong nhà của ông Lâm. Chết giống nhau là sao? Dạ, theo kết quả điều tra sơ bộ thì có thể là hai người này chết do ngạt nước. Sau chuỗi lại tất cả những dữ liệu và sự kiện thì chúng ta có thể nhận định hung thủ sát hại có thể là Tấn Sinh, em trai của nạn nhân Yến. Vậy thì động cơ là muốn trả thù cho người chị duy nhất, người mà anh ta vẫn luôn coi là mẹ. Đúng vậy. Vậy nghi can số 1 bây giờ ở đâu? Dạ thưa chú, anh ta đã từng là sinh viên mỹ thuật và bây giờ đang tạm trú ở Sài Gòn. Vậy thì chúng ta cần phải bám sát đối tượng Tùng. Rất có thể là hắn sẽ là nạn nhân tiếp theo mà hung thủ sẽ nhắm tới. Đúng vậy. Chúng ta phải tìm cho bằng được nơi ở của Hoàng Tuấn Sinh càng nhanh càng tốt. Rõ. Rõ. Ừ. Chị xin lỗi em. Chị ơi, chị ơi đừng mà. Chị ơi, chị ơi, chị ơi. Đại ca, em nghe nói ở đây con nhỏ DJ ngon lắm. Mày lấy số nó đi. Bữa nào chơi tay ba tay tư cũng ok lắm đó. Ok, mà đại ca phải cho em một chân nha. Mày hả? Đúng rồi. Được rồi. Nhưng mà để tao tiếp mấy khách trong phòng VIP xong rồi tính. Ok, em cảm ơn đại ca. Em chào anh Tùng. Em muốn chơi trò giống hôm qua không cưng? Em có khách rồi. Em hẹn anh hôm khác nha. Em chào anh. Đồ nhỏ mày nói đâu? Trong đây nè. Đi chứ còn chờ gì nữa. Ok. Mời đại ca. Sao? Mày chuẩn bị hả? Ừ. Được á. Em gái mày nói đâu? Trời ơi, đại ca chờ nó chút xíu. Nó thay đồ xong nó lên liền á. Hàng mày tuyển đó hả? Em có biết nó là ai đâu. Tụi bay là ai vậy? Tụi bay có biết tao đặt cái bàn này không? Mày đặt bàn này hả? Tao đặt. Nhưng mà tao thích ngồi. Được không? Vậy tụi bay có biết tao là ai không? Nó hỏi đại ca biết nói là ai không kìa. Thông cảm nha. Tụi này cũng không biết anh là ai hết. Lội nó đi. Dạ. Mắc dại hả mày? Quả là một người phụ nữ tuyệt vời. Anh bắt đầu thích em rồi đó. Đêm nay mình đến với nhau nha. Ok. Nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Điều kiện là hai đứa mình phải tới chỗ của em. Ở bên đó gọi là thiên đường của em. Nó cho em cảm giác rất là thoải mái. Được. Ừ. Chị Nga. Chị Nga. Anh chờ em chút xíu nha. Nhanh đó nha. Dạ em biết rồi. Anh chờ. Sao vậy? Vô đây. Chị Nga, chị đừng có đi theo thằng Tùng. Sao vậy em? Nó biến thái lắm, nó giết chị đó. Đâu có phải lần đầu em mới biết chị đâu. Nhưng mà lần này nó khác chị ơi. Hôm qua nè, mém chút xíu là em chết với nó rồi đó. Thằng điên đó, nó không biết tôn trọng phụ nữ đâu. Chị nói em nghe nè, trong cuộc sống có hai loại người. Cái loại thứ nhất là cứ nghĩ là có tiền sẽ có tất cả. Còn cái loại thứ hai là làm tất cả vì tiền. Thôi, chị biết rồi. Nhưng mà lần này nó khác chị biết ơi. Em tốt với chị. Em yên tâm nha, chị không sao hết á. Chị đi nha. Yên tâm đi, chị không sao đâu. Chị đi nha. Chị. Mình đi anh. Làm gì mà lâu vậy? Em có chút chuyện nói với con nhỏ em thôi mà. Anh bỏ bạn anh ở lại luôn hả? Bạn bè gì em ơi. Nó chỉ là một con chó theo đuôi của anh thôi. Không có tiền hết. Bè cũng không có. Đừng nói chỉ là bạn. Với lại đêm nay anh muốn dành hết thời gian cho em. Wow. Thôi em không có dám nhận cái danh dự cao quý đó đâu. Phụ nữ đẹp như em á, lẽ ra phải có nhiều thứ. Em yên tâm đi. Đi với anh chưa bao giờ là lựa chọn sai lầm. Em thấy có vẻ như anh rất là quen với những việc làm như vậy, đúng không? Em nói vậy là sao? Thì chiếm đoạt sở thích của người khác nè, yêu cái đẹp, với lại hay cho người ta hai sự lựa chọn, không chấp nhận vui vẻ thì chịu đau thương. Mà sao em hiểu anh dữ vậy? Bản năng nghề nghiệp thôi. À mà nè, cái chỗ mà em nói là thiên đường đó, đêm nay có ai ngoài em và anh không? Trời, làm gì có ai ngoài em. Như vậy anh có đủ yên tâm chưa? Anh lại tưởng có thêm vài người khác ở đó nữa. Cái gì? Tưởng vài người khác nữa? Hay là anh thích tay ba tay tư? Càng đông càng vui. Ồ, càng đông càng vui. Ok. Anh thấy em bắt đầu hiểu anh rồi đó. Let's go. từ từ ra nôn nó vậy. Mày là thằng nào? Thả tao ra! Hạnh phúc.